thứ năm sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Mô-xê thi hành tất cả những điều Chúa đã truyền dạy. Vậy ngày mùng 1 tháng giêng năm thứ 2, đã dựng nhà xếp xong. Ông Mô-xê đã dựng nhà xếp, lắp ván, đặt trụ, xá ngang và dựng cột, rồi căng mái nhà xếp và màn che trên mái như Chúa đã truyền dạy. Ông đặt bia chứng từ vào hòm, sọ đòn khiêng vào hai bên và để tòa phán dạy trên hòm. Khi đã rước hòm bia vào nhà xếp, ông treo màn trước hòm để hoàn tất lời Chúa đã truyền dạy. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, thì có một đám mây bao phủ nhà xếp chứng từ, và vinh quang của Chúa tràn ngập nhà xếp. Vì mây che phủ nhà xếp và uy linh Chúa sáng rực trong nhà, nên ông Mô-xê không thể vào trong nhà giao ước, vì có đám mây che phủ mọi sự. Hễ mây lên khỏi nhà xếp, thì con cái Israel kéo nhau đi từng đám. Còn khi mây che phủ nhà xếp, thì họ ở lại tại chỗ. Vì ban ngày, đám mây của Chúa che phủ nhà xếp, và ban đêm có lửa trong mây, nên toàn dân Israel trông thấy suốt thời gian xuất hành của họ. Đó là lời Chúa. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài. Linh hồn con khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang nhà Đức Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác con hoan hỷ tìm đến cùng Thiên Chúa trường sinh. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài. Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ ấm, để làm nơi ủ ấp con mình, cạnh bàn thờ Chúa. Ôi Chúa là Thiên Chúa thiên binh, ôi Đại Vương là Thiên Chúa của con. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài. Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. Phúc thay người Chúa con nâng đỡ, họ tiến lên ngày càng thêm hăng hái. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài. Thực một ngày sống trong hành lang nhà Chúa đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác. Con ưa đứng nơi ngưỡng cửa nhà Chúa hơn là cư ngụ trong lều bọn ác nhân. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa, có. Người liền bảo họ, bởi thế những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ mới trong kho mình. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì người rời khỏi nơi ấy. Đó là lời Chúa.